Quý vị khán giả đang theo dõi chương trình tin tức tổng hợp Trà Vinh hôm nay, phát sóng lúc 18 giờ 15 phút mỗi ngày trên đài phát thanh và truyền hình Trà Vinh. Chương trình hôm nay tiếp tục mang đến những thông tin nổi bật sau đây. Vụ xóa sòng gà lớn nhất tại An Giang, xét xử út già và 42 đàn em. Tạm giữ hơn 500 iPhone cũ trị giá hơn 2 tỷ đồng vận chuyển trên tàu. Xe tải tông đuôi xe giường nằm trên cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Trung Lương. Cà Mau, F0 triệu chứng nhẹ, F1 nguy cơ cao, được đi làm. Thưa quý vị, trong những ngày này, nhiều bà con nông dân ở các địa phương trong tỉnh Trà Vinh đã và đang trong giai đoạn thu hoạch lúa vụ đông xuân. Đây được xem là vụ ăn chắc trong 3 vụ sản xuất lúa hàng năm. Thế nhưng, giá thu mua lúa lại thấp so với 2 vụ trước và so với cùng kỳ năm ngoái. Cùng với đó là giá phân bón, vật tư nông nghiệp liên tục tăng cao. Vì vậy, điệp khúc được mùa, mất giá tiếp tục lặp lại ngay từ đầu vụ thu hoạch. Gia đình anh Nguyễn Văn Thiện ở ấp Lò Ngò, xã Hiếu Tử, huyện Tiểu Cần vừa mới thu hoạch xong 8 công đất trồng giống lúa ôi M18. Là loại giống có phẩm chất gạo cao và được tổng cộng 130 bao lúa, với giá được thỏa thuận bán cho thương lái trước khi cắt một tuần là 5.700 đồng một kg. Dù năng suất lúa khá cao, trung bình trên 8 tấn một hecta, nhưng sau khi tính toán các khoản chi phí thì mức lợi nhuận thu về không còn bao nhiêu sau hơn 3 tháng trồng và chăm sóc lúa. Giá thấp quá thấp, nếu mà được 6 mấy thì nông dân mình có được 6 rưỡi cho lên nông dân mình ấy. Chứ giờ phân quá trời mất. Dù còn vài ngày nữa mới tới thời điểm thu hoạch, nhưng cũng giống như các hộ trồng lúa trong khu vực, anh Nguyễn Thanh Hải ở xã Hiếu Tử, huyện Tiểu Cần cũng đã thỏa thuận lấy tiền cọc trước với giá 5.700 đồng một kg giống lúa thơm. Trà lúa dù hứa hẹn bội thu, nhưng sau khi nhẩm tính các khoản chi phí đầu vào, nhất là khi nhìn vào bảng giá phân bón dùng cho cả vụ, thì ước lợi nhuận cũng không còn bao nhiêu. Thì năm rồi thì chi phí nó tầm khoảng cỡ 1.800.000 một hecta. Thì một công thì năm nay có thể là nó tăng lên khoảng cỡ tầm 2.3 triệu đến 2.5 triệu. Sau khi trừ hết chi phí thì cái lợi nhuận thì nó cũng tầm khoảng cỡ 2.000.000 một công. Nói chung là không có được như năm rồi. Năm rồi là có thể là lời nhiều hơn, lời khoảng tên trên 3 triệu. Phân bón là DP bây giờ hiện giờ là tới 1.3 triệu một bao. UG tới 900 mấy một bao. Cái gì nó cũng lên hết. Bởi vì nông dân hôm nay bằng lúa hôm nay không có đồng lãi được nhiều. Đây cũng là tình hình chung tại các địa phương khác thuộc huyện Châu Thành, Tiểu Cần và huyện Càng Long. Những nơi đã và đang chuẩn bị thu hoạch diện tích lúa ở đầu vụ đông xuân này. Qua tìm hiểu, mức giá lúa tươi được các thương lái thu mua tại ruộng dao động từ 5.500 đồng một kg đối với giống lúa IR50404, OM5451 và khoảng 5.700 đồng một kg đối với giống lúa thơm như OM18, Đài Thơm 8, giống OM4900. Với mức giá chênh lệch quá cao giữa chi phí đầu vào và đầu ra sản phẩm, thì vấn đề chuyển đổi từ cách làm nông nghiệp truyền thống sang làm kinh tế nông nghiệp vẫn là bài toán khó cho các hộ trồng lúa hiện nay. Thưa quý vị, dịch bệnh bùng phát, nhiều con bạc ở vùng giáp biên tỉnh An Giang bị khóa chân, không thể sang các casino bên kia biên giới để sát phạt. Để thỏa máu đỏ đen, các đối tượng đã hình thành nhiều sới bạc, trong đó sòng bạc Út Gà là thương hiệu trong giới đỏ đen, quy tụ nhiều tay cờ bạc tìm đến và gây bức xúc trong dư luận địa phương. Sau khi sòng bạc bị triệt xóa và cơ quan chức năng hoàn thành các thủ tục tố tụng, Tòa án Nhân dân tỉnh An Giang vừa tổ chức xét xử sơ thẩm vụ án tổ chức đánh bạc, gá bạc và đánh bạc với bị cáo Nguyễn Ngọc Thuận, tức Út Gà, 53 tuổi, ngụ xã Đa Phước, huyện An Phú, và 42 bị cáo khác là đàn em của Thuận. Quá trình điều tra xác định, từ giữa tháng 6 đến tháng 8 năm 2020, Thuận và đàn em đã tổ chức hai chiếu bạc cho nhiều người tham gia bằng hình thức đá gà và lắc tài xỉu nhằm thu tiền sâu của các trận đá gà và 50% tiền bảo kê của mỗi ván tài xỉu. Sòng bạc hoạt động từ 8 giờ đến 17 giờ mỗi ngày cho khoảng 160 người tham gia. Hàng ngày, Thuận giao cho đàn em trực tiếp sắp xếp, quản lý sòng bạc, ghi sổ theo dõi các trận gà và những người được Thuận kêu vào làm biện, thu tiền sâu với tiền công là 200.000 đồng đến 500.000 đồng mỗi ngày. Trưa ngày 2 tháng 8 năm 2020, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh An Giang phối hợp cùng lực lượng chức năng địa phương tiến hành kiểm tra, phát hiện và bắt quả tang Thuận cùng hơn 40 đàn em và nhiều người tham gia đánh bạc bằng hình thức đá gà, lắc tài xỉu tại khu đất trống. Tang vật thu giữ trên 613 triệu đồng. Cùng ngày, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh An Giang
khám xét khẩn cấp nơi ở của Thuận tại huyện An Phú thì thu giữ 312 triệu đồng, 2 ô tô và các công cụ dùng để đánh bạc. Thuận và đàn em đã tự nguyện nộp lại số tiền thu lợi bất chính hơn 354 triệu đồng. Dự kiến phiên tòa kéo dài đến ngày 25 tháng 3 sẽ tuyên án. Chuyển sang thông tin đáng chú ý khác, Ủy ban Nhân dân thị xã Sapa, tỉnh Lào Cai vừa yêu cầu công ty Mây Hồ tạm dừng thi công hạng mục đập đầu mối thủy điện Mây Hồ, xã Ngũ Chỉ Sơn, nơi xảy ra vụ xô xát làm 8 người bị thương mà chương trình đã thông tin. Cùng với đó, công an thị xã Sapa đã di lý toàn bộ số tang vật, phương tiện, các đối tượng có liên quan về trụ sở công an thị xã để điều tra và làm rõ. Theo lãnh đạo địa phương, sự việc xảy ra từ lâu, có 3 trang trại cá của 9 hộ dân ở xã Ngũ Chỉ Sơn ở phía sau đập thủy điện Mây Hồ chưa nhận đền bù do không đạt được thỏa thuận về mức hỗ trợ. Chủ đầu tư thi công thủy điện gây ảnh hưởng tới trang trại nuôi cá như giọt nước tràn ly, dẫn tới xô xát làm 8 người bị thương. Về hướng giải quyết, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã Sapa cho biết, thị xã và công ty Mây Hồ sẽ ra soát lại việc đền bù trong phạm vi giải phóng mặt bằng dự án. Cơ quan công an cũng đang tiến hành xác minh các đối tượng, diễn biến vụ việc để xem xét, quyết định việc có hay không khởi tố vụ án. Thưa quý vị, Danh Sang, sinh năm 1981, ngụ xã Thủy Liễu, huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang, có 4 tiền án về tội trộm cắp tài sản vừa mới ra tù nhưng vẫn chưa chịu hoàn lương. Đối tượng đã tiếp tục đột nhập vào nhà người dân để trộm cắp. Cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang đã bắt tạm giam Danh Sang để tiếp tục điều tra về tội trộm cắp tài sản. Tại cơ quan công an, Sang khai nhận do không có tiền tiêu xài nên vào sáng ngày 3 tháng 2, Sang nảy sinh ý định trộm cắp tài sản. Sau đó Sang đi bộ qua nhiều tuyến đường, khi đến một nhà dân ở đường Chu Văn An, phường Vĩnh Lạc, thành phố Rạch Giá thì phát hiện chủ nhà đang nằm ngủ nên Sang lẻn vào lấy trộm một điện thoại di động thì bị chủ nhà phát hiện đuổi theo và truy hô mọi người vây bắt giao cho cơ quan công an xử lý. Danh Sang từng có 4 tiền án tội trộm cắp tài sản. Gần đây nhất, Sang bị Tòa án Nhân dân thành phố Rạch Giá xử phạt 1 năm 6 tháng tù, nhưng khi vừa ra khỏi trại giam chưa được bao lâu thì Sang lại tiếp tục phạm tội. Thưa quý vị, đa phần hoạt động xuất nhập cảnh phức tạp trên tuyến biên giới Tây Nam là do nhiều người tìm mọi cách xuất cảnh trái phép sang nước bạn để tìm việc làm. Không được như mong đợi hay hết việc làm, họ lại tìm cách về nước. Cũng từ đây, nhiều đường dây đưa người xuất nhập cảnh trái phép hình thành. Hôm nay, đồn biên phòng cửa khẩu Long Bình, bộ đội biên phòng An Giang cho biết, đơn vị đã liên tiếp phát hiện bắt giữ 3 vụ với 5 đối tượng xuất nhập cảnh trái phép từ Campuchia về Việt Nam. Cụ thể, vào khoảng 14 giờ hôm qua, Chốt Quản lý Bảo vệ Biên giới và Phòng chống dịch COVID-19 số 34 thực hiện nhiệm vụ tại khu vực biên giới thuộc ấp Vạc Lài, xã Khánh Bình, huyện An Phú, phát hiện đối tượng Sa Sóc, sinh năm 1972, nhập cảnh trái phép từ Campuchia về Việt Nam. Tiếp đó, 14 giờ 40 phút cùng ngày, tiếp tục phát hiện đối tượng Huỳnh Ngọc Anh, sinh năm 1998, đang nhập cảnh trái phép từ Campuchia về Việt Nam. Đến 15 giờ 20 phút cùng ngày, thêm 3 đối tượng nhập cảnh trái phép, bao gồm Saron, sinh năm 1972, A Mí Ná, sinh năm 1968, Mú Lim, sinh năm 2005, cùng ngụ tại xã Khánh Bình, huyện An Phú bị phát hiện. Qua điều tra, 5 đối tượng đều khai nhận từ cuối năm 2019 và đầu năm 2020 xuất cảnh trái phép qua Campuchia để làm thuê. Đến nay, phía Campuchia hết việc nên các đối tượng trở lại Việt Nam sinh sống. Đồn biên phòng cửa khẩu Long Bình đã ra quyết định xử phạt hành chính 5 đối tượng, phạt tiền tổng cộng 18 triệu đồng về hành vi qua lại biên giới quốc gia mà không làm thủ tục nhập cảnh, đồng thời đưa đi cách ly theo quy định. Thưa quý vị, Cục Quản lý Thị trường Thành phố Hồ Chí Minh vừa phát hiện thu giữ một lô hàng gồm nhiều điện thoại di động hiệu iPhone đã qua sử dụng. Theo Cục Quản lý Thị trường Thành phố Hồ Chí Minh, ước tính lô hàng giá trị hơn 2 tỷ đồng. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, nắm tình hình địa bàn và các tuyến trọng điểm, đội quản lý thị trường số 3 thuộc Cục Quản lý Thị trường Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với đội 7, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an Thành phố Hồ Chí Minh tiến hành khám xét theo thủ tục hành chính đối với toa tàu 21452 của đoàn tàu SE4. Khi tàu này vừa tới ga Sài Gòn, địa chỉ số 1 Nguyễn Thông, phường 9, quận 3. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện và thu giữ 529 chiếc điện thoại di động iPhone đã qua sử dụng nhưng chưa xác định được chủ lô hàng. Toàn bộ số hàng hóa trên thuộc danh mục hàng hóa cấm nhập khẩu, không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc hàng hóa. Hiện Cục Quản lý Thị trường Thành phố Hồ Chí Minh đã tạm giữ toàn bộ hàng hóa vi phạm nêu trên và phối hợp với Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục điều tra xác minh làm rõ hành vi vi phạm để xử lý theo quy định của pháp luật. Trong phần sau của chương trình sẽ có: khách quốc tế và Việt Nam chỉ cần xét nghiệm âm tính. Xe tải tông đuôi xe dựng nằm trên cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương.
Thưa quý vị, người nhập cảnh Việt Nam chỉ cần kết quả xét nghiệm COVID-19 âm tính bằng PCR hoặc test nhanh, khai báo y tế, sử dụng PC COVID và không phải cách ly. Đây là hướng dẫn mới nhất về quy định phòng chống dịch với người nhập cảnh Việt Nam vừa được Bộ Y tế công bố vào tối qua. Theo đó, người nhập cảnh theo đường hàng không cần kết quả xét nghiệm âm tính COVID-19 trong vòng 72 giờ trước khi xuất cảnh bằng phương pháp PCR. Phương pháp xét nghiệm nhanh kháng nguyên cũng được công nhận, có giá trị trong 24 giờ trước khi xuất cảnh. Người nhập cảnh đường bộ, đường thủy, đường sắt áp dụng quy định tương tự. Những người chưa có xét nghiệm thì trong 24 giờ đầu khi nhập cảnh, từ cửa khẩu về nơi lưu trú, cần hạn chế dừng tiếp xúc với người khác. Sau khi có kết quả âm tính, họ có thể tự do đi lại. Trẻ dưới 2 tuổi không bắt buộc xét nghiệm và đi theo bố mẹ. Trong 10 ngày kể từ khi nhập cảnh, khách cần tự theo dõi sức khỏe và báo với cơ sở y tế gần nhất nếu có triệu chứng nghi nhiễm COVID-19. Phải cài đặt ứng dụng PC COVID suốt thời gian lưu trú ở Việt Nam. Sau khi Việt Nam công bố mở cửa du lịch hoàn toàn vào ngày 15 tháng 3, mọi khách du lịch quốc tế nhập cảnh vào Việt Nam sẽ áp dụng các quy định trên từ hôm nay. Đây là một quyết định thông thoáng, coi khách quốc tế như khách nội địa. Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch sẽ ban hành thêm các hướng dẫn chi tiết trong quá trình lưu trú tại Việt Nam đối với du khách. Thưa quý vị, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban Chỉ đạo Phòng chống COVID-19 tỉnh Cà Mau vừa cho phép F0 không triệu chứng nhẹ và F1 được đi làm. Như vậy, sau Long An, Cà Mau là địa phương tiếp theo của miền Tây, hưởng ứng đề xuất của Bộ Y tế cho phép các trường hợp F0 không triệu chứng, F1 đang trong thời gian cách ly, được tham gia làm việc trên tinh thần tự nguyện. Những chỉ đạo trên do ông Nguyễn Tiến Hải, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban Chỉ đạo Phòng chống COVID-19 tỉnh Cà Mau đưa ra hôm 14 tháng 3 trước cuộc họp với nhiều cơ quan ban ngành cấp tỉnh. Tuy nhiên, quy định này cũng nêu rõ là các đối tượng trên đi làm là tự nguyện và giữ nguyên tắc không tiếp xúc với người khác. Tỉnh Cà Mau cũng chỉ đạo các cơ sở sản xuất kinh doanh, công ty, nhà máy, xí nghiệp, doanh nghiệp hỗ trợ người lao động xét nghiệm 2 lần một tuần, bố trí sản xuất kinh doanh khoa học hợp lý. Quy định mới này sẽ được cụ thể hóa bằng văn bản quy định tạm thời trong vài ngày tới. Văn phòng Tỉnh ủy Cà Mau đã tổng hợp ý kiến chỉ đạo này thành văn bản hôm qua, ngày 15 tháng 3 năm 2022. Thưa quý vị, nhiều sự cố giao thông từng xảy ra khi xe chở thép cuộn đứt dây chằng, khiến các cuộn thép nặng hàng chục tấn rơi xuống đường. Thế nhưng vấn đề an toàn của các loại hàng hóa này khi vận chuyển dường như đang bị bỏ ngỏ. Hôm qua, một chiếc xe đầu kéo chở theo cuộn thép đang chạy trên đường Nguyễn Văn Linh, thành phố Hồ Chí Minh, bất ngờ tài xế thắng gấp làm cuộn thép nặng hơn 20 tấn bị đứt xích lăn về phía trước, đập vào cabin khiến cho nhiều người hãi hùng. Khoảng 10 giờ hôm qua, xe đầu kéo mang biển số thành phố Hồ Chí Minh chở cuộn thép nặng hơn 20 tấn trên đường Nguyễn Văn Linh hướng quận 7 và quốc lộ 1. Khi đến ngã tư Nguyễn Văn Linh, quốc lộ 50, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, tài xế thắng gấp khiến cuộn thép bị đứt xích lăn về trước, đập vào cabin. Phát hiện vụ việc, nhiều người dân đến kiểm tra, thấy tài xế hốt hoảng mở cửa nhảy khỏi xe. Tại hiện trường, cuộn sắt đập vào cabin xe đầu kéo gây hư hỏng. Vụ việc khiến giao thông qua khu vực bị ùn tắc, tài xế đã điều khiển xe cẩu đến và đưa cuộn sắt lên một phương tiện khác chở đi. Do không giữ khoảng cách an toàn nên xe tải bất ngờ tông vào đuôi xe khách trên cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương. Sau cú tông, tài xế may mắn thoát chết trong cabin bẹp dúm. Theo quy định, trường hợp người điều khiển ô tô không tuân thủ quy định về khoảng cách an toàn đối với xe chạy liền trước khi chạy trên đường cao tốc sẽ bị xử phạt từ 3 đến 5 triệu đồng, tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 1 đến 3 tháng. Vì vậy, người tham gia giao thông cần lưu ý để tránh vi phạm dẫn đến va chạm. Thông tin ban đầu, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 5 giờ hôm qua, xe tải chưa rõ tên tuổi tài xế lưu thông đến nút giao giữa đường cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương và đường cao tốc Trung Lương Mỹ Thuận, đoạn thuộc xã Tam Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang, bất ngờ tông vào đuôi xe giường nằm chạy cùng chiều phía trước. Cú tông mạnh khiến phần đầu xe tải dính chặt vào đuôi xe giường nằm bẹp dúm, tài xế may mắn thoát chết trong gang tấc. Nhận được tin báo, đội tuần tra đảm bảo giao thông, cứu hộ cứu nạn đường cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương đã kịp thời có mặt tại hiện trường. Phối hợp đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 7, phòng 8, Cục Cảnh sát Giao thông, Bộ Công an, điều tiết giao thông và điều tra nguyên nhân vụ tai nạn. Tối qua, Công an thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn liên quan giữa xe tải, xe đạp điện và xe máy là một nữ sinh nhập viện. Theo đó, khoảng 16 giờ 30 phút, chiếc xe tải kéo theo thùng trộn bê tông chạy trên đường Nguyễn Tri Phương hướng từ Sóng Thần về chợ Dĩ An. Khi đến giao lộ với đường Ngô Thị Nhậm thì phát hiện có một nữ sinh lớp 7 đi xe đạp điện chạy ra nên tài xế đánh lái qua trái để tránh. Do bất ngờ, nữ sinh cũng đánh lái để tránh nên loạng choạng va vào một xe máy do một phụ nữ cầm lái chạy cùng chiều. Chiếc xe đạp điện và xe máy dính vào nhau rồi ngã ra đường. Đúng lúc này, chiếc xe tải kia chạy tới cuốn cả hai phương tiện vào gầm. Tai nạn làm nữ sinh bị chiếc xe đạp đè lên,
được người dân giải cứu ra ngoài rồi chuyển vào bệnh viện, còn người phụ nữ kia may mắn chỉ bị nhẹ. Tại hiện trường, hai phương tiện hư hỏng, mắc kẹt dưới gầm trước xe tải. Công an thành phố Dĩ An đã đến xử lý hiện trường, di dời các phương tiện. Trong phần sau sẽ có: nhiều thuyền du lịch trên sông Hương sắp hết niên hạn. Đang ngủ thì bị trộm đột nhập vào nhà lấy mất xe SH. Thưa quý vị, được mệnh danh là dòng sông di sản, sông Hương từ lâu đã thu hút đông đảo du khách mỗi khi đến thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế. Và một trong những đặc sản du lịch tại đây là đi thuyền rồng ngắm cảnh, lắng nghe ca Huế trên sông. Tuy nhiên, theo ghi nhận, phần lớn những chiếc thuyền này sẽ bắt đầu hết niên hạn hoạt động, phải đóng thuyền mới trong năm 2022 và một vài năm tới, đặt ra nhiều băn khoăn cho các chủ phương tiện. Ứng của cả nước. Thưa quý vị, những tưởng xe mới được trang bị khóa thông minh Smart Key sẽ an toàn hơn, nhưng đối với các đối tượng trộm cắp thì không việc gì là không thể. Như trong trường hợp mới đây, chiếc xe SH có giá trị hơn 150 triệu đồng đã bị ba tên trộm đột nhập vào nhà, dắt đi lúc chủ nhà ngủ quên. Cụ thể, vào khoảng 4 giờ sáng tại một căn kiosk trong con hẻm trên đường Lê Thị Trung, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương, ba tên trộm đội mũ bảo hiểm tiếp cận kiosk rồi tìm cách mở khóa cửa chính ngôi nhà. Chỉ mất một thời gian ngắn, nhóm đối tượng đã phá khóa thành công. Trong khi hai tên trộm đột nhập vào trong, thì tên còn lại đứng ngoài canh. Khoảng 5 phút sau, hai tên trộm đã dắt xe SH ra ngoài, rồi cùng nhau tẩu thoát. Chủ nhân chiếc xe SH là anh Nguyễn Công Khánh, 31 tuổi, cho biết thời điểm các đối tượng đột nhập vào kiosk trộm SH, anh đang ngủ trên gác và hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra. Hiện anh Khánh đã trình báo về vụ trộm lên công an địa phương để truy bắt nhóm đối tượng trên. Đi tới ngã tư, không làm chủ được tốc độ, xe tải đã hút lực nghiêng xe ba bánh, khiến tài xế xe ba bánh bị thương nặng. Vụ việc xảy ra lúc 15 giờ 48 phút ngày 15 tháng 3 tại xã Tân Dân, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên và được camera an ninh nhà dân ghi lại. Nguyên nhân ban đầu được xác định do ngã tư bị khuất tầm nhìn, xe tải lại đi quá nhanh, không làm chủ được tốc độ, dẫn đến tai nạn. Đến đây thì thời lượng dành cho chương trình cũng đã hết. Xin cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại lúc 18 giờ 15 phút ngày mai trên đài phát thanh và truyền hình Trà Vinh. Còn bây giờ, Hoàng Vĩnh và Hồng Loan xin kính chào tạm biệt.